Hôm nay lão gia không lo cho cô được, vì đang vướng việc ở ngoại tỉnh. Vài hôm nữa sẽ quay về. Nếu cô có việc gì thì cứ nói với tôi. Cảm ơn anh nha. Nhưng mà không sao đâu, tôi chờ lão gia được. Rabia, bây giờ chúng ta đem đồ lên nhà đi. Đúng rồi, đi thôi. Đợi đã. Gì vậy? Trước khi mình vào đây ở, mình muốn chào hỏi người lớn trong nhà này đã. Nhưng anh Tuân cũng nói là nè. Anh Tuân La cũng nói là lão gia không có nhà. Cậu còn đến chào ai? Chào vợ của lão gia. Ý cha La là người vợ đầu tiên của lão gia. Có ở nhà hay không vậy? Phu nhân Chắc ở một căn nhà khác, giáp mặt bên kia nhà lão gia. Nhưng ban ngày như thế này, hoặc lúc lão gia đi công tác ngoại tỉnh, phu nhân sẽ quản lý chuyện ở nhà chính. Anh đưa tôi đi chào phu nhân có được không? Lại tự đi vào hang cọp sao? Đúng đó, chỉ bái Phật là đủ rồi. Dạ, xin chào phu nhân. Đây là cô Chalathon. Xin chào phu nhân. Chala đến để gửi gắm thân mình cho ngài. Nếu cô định tới đây để nhờ vả tôi đứng về phe của cô hay bảo vệ cô thì đừng có mơ nha. Dạ không, Chala không có nghĩ vậy. Chala đến chào phu nhân bởi vì cha La muốn để phu nhân biết là cha La tôn trọng và kính nể phu nhân với cương vị là người lớn và cũng là vợ lớn của lão gia. Cảm ơn cô. Nếu không phải định nịnh bợ tôi thì tốt, vì cô không phải là người phụ nữ duy nhất của lão gia. Rồi chẳng mấy ngày nữa, đối thủ cạnh tranh mới của cô chắc chắn cũng sẽ được Kha Ninh đưa tới đây cho lão gia gặp mặt nữa thôi. Chúc mừng cô nha, mới vô đã có bạn mới. Lão gia lại nhận thêm người con gái khác sao? Lão gia đúng là không vừa. Rabiab nói nhỏ tiếng thôi, vừa mới đến ở ngày đầu tiên đã buông chuyện về chủ nhà rồi, rồi lại bị đuổi ra đường bây giờ. Tôi không sợ đâu, vì dù sao thì cậu luật sư cũng sẽ không để cho cô Chala bị đuổi khỏi đây đâu. Tôi xin lỗi. Cho cha La xin đó. Và Rabiab và Oi, đừng nói mấy chuyện ngày xưa nữa. Cha La đã bỏ hết mọi chuyện cũ ở nhà ông chủ rồi. Ở trong nhà này là cuộc đời mới.
bây giờ giữa Chala và anh Tula, mối quan hệ chúng tôi không có gì khác ngoài Chala là vợ lão gia, còn anh Tula là người của lão gia, chỉ đến lo cho Chala một thời gian. Nhưng mà Chala, mình với lão gia đã cất công kéo mình ra khỏi Dũng Lầy. Mình không bao giờ tệ bạc với người có ơn với mình đâu. Mình hiểu rồi. Tôi xin lỗi cô. Tôi hứa từ nay về sau sẽ không nói năng lung tung như vậy nữa. Cảm ơn bà già Oi nhiều lắm. Cảm ơn vì luôn ở bên tôi và hiểu cho tôi. Nhưng bây giờ Chala không muốn nghĩ đến chuyện gì khác. Chala chỉ muốn trả công cho người đã hại đời Chala. Alo, bà, đã bay đến Hàn Quốc rồi sao? Đúng, xong việc rồi, bây giờ chuẩn bị về nhà. Nhà lão gia cho em ở to hơn nhà anh cho em ở nhiều lắm đó. Mà nè, lão gia có nghỉ ở đây mỗi ngày không? Lão gia không ở đây đâu. Lão gia đi công tác ở ngoại tỉnh. Lão gia là người xem trọng công việc hơn chuyện cá nhân, vì lão gia không phải là người ích kỷ. Mụ kia, dù mụ không ăn bằng tiền của tôi thì cũng không có quyền nói như vậy với tôi. Ông chủ có việc gì vậy? Cứ nói ra hết đi, không cần vòng vo. Chuyện là như vậy, hôm nay anh tới đây để gặp em vì muốn hỏi thăm và coi nơi ăn chốn ở của em, xem em có thoải mái không với cương vị là người từng quen biết. Cô Chala nói rồi mà, không cần vòng vo đâu. Rabiab, rốt cuộc là sao? Tóm lại ông chủ có việc gì? Em cũng biết rồi mà. Giờ anh có việc cần nhờ lão gia giúp, nên anh định hỏi em là em đã thưa chuyện với lão gia chưa? Chala còn chưa gặp được lão gia, vậy thì làm sao có thể nói với lão gia được? Em nói đúng lắm. Vậy khi nào lão gia mới tới tìm em? Anh sẽ quay lại gặp em. Chala không biết nữa. Để Chala nói chuyện với lão gia xong rồi, Chala sẽ gọi cho ông chủ nha. Đây là nhà lão gia cho cưng sao? To và đáng sống hơn so với nhà mà ông chủ mua cho. Ôi trời, phu nhân nói giống y chang như ông chủ luôn. Ông chủ đã tới đây rồi sao? Hắn tới tìm cưng làm gì? Hắn đâu còn liên quan gì tới cưng nữa. Còn làm gì nữa hả phu nhân? Ông chủ cũng đến tìm Chala với cùng lý do mà phu nhân đến đây đó. Ông chủ cũng đến nhờ cưng giúp giấy tờ cho người nhập cảnh đúng không? Dạ. Vậy tức là cưng có thể xin lão gia ký giấy tờ được đúng không?
Sao lại không được chứ? Thảo nào, dạo này ông chủ mất tăm mất tích, không tới tìm tôi với nắp phôn. Tức là hắn ta hy vọng cưng là cầu nối để đến với lão gia. Dạo gần đây từ khi Nepal gặp chuyện, những người từng đến tìm đều biến mất. Nếu vậy thì cưng đừng giúp hắn ta nha. Sao vậy phu nhân? Cưng có biết việc ông chủ tuần được người vào trong nước như vậy được bao nhiêu tiền hay không? Bao nhiêu vậy? Mỗi một người thì cũng không được bao nhiêu, nhưng nếu gom cả năm trời lại thì cũng nhiều lắm đó nha. Cưng có thể dồn vào thành một khoản tiền triệu bát để dành luôn đó. Nếu vậy thì cưng muốn bao nhiêu triệu? Chỉ việc làm giả hộ chiếu thôi mà được nhiều tiền như vậy sao? Đương nhiên nhiều rồi. Nếu như cưng quan tâm tới chuyện này thì có thể làm với tôi. Tôi sẽ chia tiền từ những người có thể nhập cảnh cho cưng. Chỉ cần cưng nói giúp để lão gia ký vào giấy tờ, phần còn lại tôi sẽ tự lo. Siripon cũng đến nói chuyện này với em sao? Thì cha La nói với ông chủ rồi, không phải có mình ông chủ quan tâm mà còn người khác nữa. Nhưng em nhận lời anh trước mà. Cha La không có nhận lời ông chủ. Cha La chỉ nói sẽ nói thử với lão gia xem sao. Vậy khi nào em nói với lão gia? Thì phải xem trước là ai chia phần trăm nhiều hơn mới được. Em định chơi anh có phải không? Đừng có lớn tiếng ở đây nha. Ông chủ quên rồi sao? Đây là nhà ai hả? Vậy em muốn bao nhiêu? 50-50. Quá đáng rồi đó nha. Nếu ông không cho được thì cũng không sao, vì phu nhân có thể. Cha La xin phép đi trước. Đợi đã. Để anh nghĩ đã. Nghĩ nhanh lên đi nha, vì chẳng mấy chốc là lão gia về. Chết tiệt. Cái này cho cưng. Nhưng cái này đắt lắm đó phu nhân. Cũng chẳng đáng bao nhiêu đâu. Cha La, tôi quý cưng như con cháu trong nhà. Đi đâu hay nhìn thấy đồ gì đẹp tôi cũng muốn cho cưng. Thôi đừng như vậy. Cha La ngại lắm. Nếu cưng cảm thấy ngại thì mau giúp tôi đi. Tóm lại thì chuyện của chúng ta đến đâu rồi? Ông chủ cũng vừa gọi cho tôi, giờ hỏi xem phu nhân chia cho Cha La bao nhiêu, để ông chủ cho nhiều hơn. Ông chủ, Cha La, cưng đừng có để ý đến tên đó nữa. Lúc tôi làm với hắn, hắn chẳng làm gì cả, chỉ có một mình tôi tự lực cánh sinh. Hắn chỉ là người ngồi mát ăn bát vàng. Còn chuyện tiền nong, đừng có nghĩ hắn sòng phẳng nha. Để được một đồng một cách từ hắn, tôi đã phải hy sinh xương máu biết bao nhiêu. Nhưng phu nhân tiền nong sòng phẳng đúng không? Đúng rồi. Cha La, bây giờ tôi đã gom được nhiều rồi. Chỉ cần lão gia đặt bút ký là tiền vào bóp ngay. Tóm lại thì cưng sẽ giúp tôi chứ. Em báo với lão gia, anh sẽ gửi lão gia 100.000 khi xong việc.
Vậy còn của cha La thì sao? Em muốn bao nhiêu tiền thì em cứ nói. Hôm nay anh hào phóng, nhưng nhìn em càng ngày càng đẹp ra đó. Ông chủ muốn chết phải không? Dạ. Ai mà muốn chết chứ. Nếu ông chủ không muốn chết sớm thì đừng nói với cô cha La kiểu đó nữa. Bởi vì nếu có ai nghe thấy rồi báo với lão gia thì ông chủ chắc chắn sẽ phải ngồi chờ nhà xác đó. Tóm lại, em có giúp anh không? Đâu rồi? Nghe tin là từ khi cậu chuyển về nhà này sống, chưa từng một ngày cô đơn, đúng không? Mình cũng vừa mới biết được việc khơi mào để hai người cãi nhau vui đến như vậy đó. Sau khi cậu khơi mào cho hai người họ cãi nhau rồi thì định làm gì tiếp theo? Thì chắc ngồi để chờ xem ai giết ai trước là được rồi. Nói như vậy tức là cậu không nói với mình là sẽ làm gì tiếp, đúng không? Cũng được. Mà ngồi soạn tin tức làm gì vậy? Thì dạo này lão gia đi ngoại tỉnh, anh Tô La nhìn thấy mình không có gì làm nên gợi ý cho mình đọc một số tin tức ở trên báo chí, rồi soạn những vấn đề quan trọng cho lão gia đọc, vì lão gia không có thời gian. Vậy sao? Thật ra nếu lão gia không có thời gian đọc báo, lão gia xem tivi cũng được mà. Anh Tô La nói là lão gia không thích xem trên tivi vì thích đọc tin trên báo hơn. Nhưng lúc nãy cậu nói với mình là lão gia đang ở ngoại tỉnh, vậy thì đọc kiểu gì mới được? Thì sai người đi giao thôi. Vậy ai đem đi giao bây giờ? Hôm nay có nhiều tin lắm. Tôi cảm thấy tất cả những tin này đều có những vấn đề quan trọng. Không biết lão gia có thời gian đọc không? Cô không cần lo đâu. Lão gia đọc tất cả các tin mà cô soạn. Vì lão gia biết, cô cố gắng làm. Qua mấy ngày nữa là lão gia về rồi. Tôi nghĩ cô tìm tin tức người nhập cảnh chui xem sao, rồi đưa cho lão gia. Lỡ đâu lão gia quan tâm vấn đề này thì có thể giúp được cô. Ý anh là lão gia sai tôi chăm sóc cô? Có thể cô không thấy tôi, không có nghĩa là tôi không tồn tại. Chỉ là tôi để cô nhìn thấy hay không mà thôi. Nhưng tôi chỉ là tôi gợi ý thôi. Cô có làm theo hay không thì tùy cô. Tôi xin phép. Dạ, chào anh.
Nước cam đây. Tôi cảm ơn. Cô đang tìm gì vậy? Đang tìm tin tức về người nhập cảnh chui. Chỉ tìm những tin này thôi. Tin khác lão gia không đọc à? Có đọc. Nhưng mà Antola gợi ý là nếu cha la muốn nhờ lão gia xử lý ông chủ thì cha la phải tìm những tin này để lão gia đọc thật nhiều. Chắc là Antola đến đây lấy tin. Antola. Tin tức đây. Chela. Anh xin lỗi đã khiến em phải chờ. Rabiab. Ôi, lão gia. Dạ. Chào lão gia. Đợi đã. Chưa đúng. Dạ xin chào lão gia. Đợi đã, đợi đã. Chào lão gia. Đợi đã. Tôi là người chứ không phải ma. Sao phải sợ như vậy? Dạ xin chào lão gia. Tôi là Rabiab. Là người giúp việc. Là giúp em của cô Chala. Là đầu bếp nữa. Lão gia phong độ quá đi. Tôi từng thấy lão gia trên tivi. Ở ngoài lão gia còn phong độ hơn trên tivi nữa. Nói cứ như tôi là ngôi sao vậy. Nào đứng dậy. Đứng dậy rồi chúng ta nói chuyện. Nè, không cần phải sợ đâu. Nếu như cô không nói năng dối trá thì tôi không để ý đâu. Nhưng nhớ cho kỹ là chúng ta còn gặp nhau nhiều lắm. Dạ. Lão gia có đói không vậy? Để cha la chuẩn bị đồ cho lão gia dùng. Không cần đâu. Lần này đi nhiều nơi quá nên có rất nhiều người mời ăn cái này cái kia. Rồi nói là bổ dưỡng nên ăn đến bây giờ bụng không tiêu được rồi. Đi về hơi mệt nên bây giờ muốn xin phép chủ nhà cho anh đi tắm được không? Chủ nhà gì chứ hả lão gia? Lão gia mới là chủ nhà đó. Nè, cô bé hay cãi. Tóm lại có cho anh lên tắm không đây? Mời lão gia. Cảm ơn nha. Cô cha la. Đúng là lão gia thật rồi. Cô cha la. Bảo sao lão gia có nhiều vợ như vậy? Lão gia có sức thu hút quá đi. Nhìn xem, vừa phong độ lại còn tốt bụng. Đúng là phúc của cô khi được ở cùng với lão gia đó. Cô lên đó xem lão gia cần gì không đi. Ngày đầu tiên lão gia đến đây, không biết có đồ dùng gì ở đây không? Đúng rồi đó. Quần áo cũng không có nữa. Để cha la đi hỏi ngài xem phải làm sao đây. Đi nhanh đi. Đáng lẽ phải xin một kiểu ảnh.
Cô Cha La, tôi xin lỗi. Là Cha La đi vội vàng quá nên đã đụng vào anh Tula. Anh Tula mới đỡ tôi lại. Túi của lão gia đúng không? Dạ. Vậy bây giờ để tôi đem túi của lão gia lên trên cất. Còn tin tức, chắc cô không cần gửi cho lão gia nữa đâu. Lão gia nói là sẽ nghỉ ở đây. Cô cứ để lão gia tự tìm hiểu. Cảm ơn anh. Việc của tôi xong rồi. Tôi xin phép đi trước. Dạ.